mẹ cũng chưa được nhớ. Giờ mẹ đang phải lo đứa manh khăn tấm áo, đứa manh quấn tâm yếm. Con mới lắm mơ mới ở bài con ăn học, rồi ở mai ở đứa mới chìm đôi ở mới lo thân xa rừng ở hồ mà lo cửa nhà rừng ở hồ. Khi hoa cười ở ngọc ngỡ nở trốn đáo liệu, sống ở vây ở thay mơ tường đêm ở ngày ước gió hiên tay ước ma rể hiên ước gió hiên mẹ ước ma rể thào. Thành hiên lá đào rồi quất bóng từ bi con có lời điều chỉ xin mẹ thấy xa quá. Con đừng ở cây thường dưới á thà ở giá già khinh thương, cho con đừng đưa ghét đưa thương cùng nhất sai chi ở từ mà cùng giải băng chỉ ở từ. Giờ trong sách nhớ có chữ con mời phải trông ngờ vào thấy một tuổi một nở cao mẹ một tuổi một nở ra con đứng bắt chi mà nặng ngờ nhẹ chờ có bắt chi mà nặng ngờ nhẹ. Rồi một mái bánh tuệ ra cây hoa lá vàng là rụng cội đài con tìm mơ được nửa mà con muốn tìm mơ được nửa. Khi cũng hương cũng lừa khi vào bài ra quy giữ đặt mắm lên thì thấy thấy mẹ ăn chi chỉ thấy ruồi vợi ruồi mà chỉ thấy ruồi vợi kiền chiêm bao tường đền du tán vằn thở dài thấy không đoài không ở hoài mẹ cùng nó đoài nó hoài thật là phụ tử tự hiểu ai nhắc ai ghi ở lòng à à thank you.
anh chị em, kính thưa gia đình các chủ, kính thưa toàn thể tăng trường, được tin cùng các chị em, người mẹ vô cùng kính yêu của đồng chí Phạm Thị Di, hội viên hội cựu giáo chức phường Đồng Liêu, không may lâm bệnh nặng, mặc dù đã được con cháu và các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, không qua khỏi và cụ đã từ trần vào hồi 14:30 ngày 16 tháng 6 năm 2016, nhằm vào ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân, hưởng thọ 93 tuổi. Anh chị em chúng con đại diện cho tập thể cán bộ hội viên hội cựu giáo chức phường Đồng Liêu đứng trước hương hồn cụ, xin thắp nén hương thơm để tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. Để bình biệt cụ Phát thì em về nơi chỉ suối, xin phép tăng trường kính mời các đồng chí hội viên hội cựu giáo chức phường Đồng Liêu chuẩn bị mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Về phụ Phan Thị Em, hiện nay còn nội còn ngoài, thông gia nội ngoại đã đến làm lễ cổ điển kính dâng lên cụ, đến giờ xin phép cụ được hành lễ. Về vẫn hướng
khuyên nợ từ quyền thì quyền quyền thì quyền quyền thì luyện bốn từ phạm đi nhi phạm đi tiên thái đi hoa đầu nôi nguyên giá binh nguyên thì ai nguyên thì đào nguyên hoa nguyên hoa nguyên thì hoa nguyên thái nguyên công chức là nguyên thì binh nguyên thì anh nguyên thì vân nguyên thì huệ nguyên thì bích nguyên văn chiến nguyên thì thủ hoa ngoại tôn phan thì thương phan văn nùng phan tận hợp phan văn về thái thì châu thái thì lan thái thủy điệp thái mã đinh bùi văn nội bùi văn thiên bùi văn trường bùi thị hà trang cháu dâu nguyễn thị minh bùi thị thủy anh phạm thị khánh ly văn thị lưu lê thị nhung phạm thị bình hồng nguyễn thị hồng đào chị lê góng biên phan văn đình nguyên thế anh trần ngọc vinh từ hoàng danh dương văn điệp lê văn tài chất nội ngoài nguyên thì phong nguyên thì hào bùi xuân thiên bùi xuân quang bùi tuấn trạng lê bao quy lê hoàn khôi nguyên giả huy phan trung kiến nguyên thị đánh trang nguyên nhật huy phan hành tuần phan thị cầm tù phan tiến anh phan tiến dung sơ văn điện sơ thi quy sơ thi tại ba tận phạt dương thị phương cao dương thị thơ đại dương lê na dương tài linh na lê tài bao hợp đồng nam nữ tử tôn nôn tỷ con cháu nội ngoại tình đồng chữ lại trước qua phẩm tử phẩm tử thành an lâm cam kiên cao vô cung đình nhà cổ mầu tiền tông vũ chức nguyên môn chính đất vạn thi thăng nghi em hội viên người cao tuổi thường thọ cửu tâm tám tuế yêu hôn hoa cần mẫn nhu nhân chỉ kêu than ôi mẹ ba cô ơi cha mẹ sinh ra tròn bảy trôi con kể sao cho hết được mẹ ơi trong giờ phút ngâm
thương cách biệt. Mẹ ta đi về chốn suối vàng để con buồn cháu nhớ chú cảm giác thương tình mẫu tử ấm dương đôi ngang. Mẹ ơi các con vẫn biết chiều nay mẹ về nơi địa hạ bãi đất vàng chiếu đất màn thương để các con đi nhớ về thương tình mẫu tử một ngày rồi một ngày. Mẹ ơi nhớ những khi các con đang còn thơ dài tay mẹ không tay cha ấm nâng niu cha mẹ nuôi con có những ngày tháng ngặt nghèo cảnh lam lũ lót các con từng buồn khăn vẫn ao để bao nhiêu già các con lại hẻo mòn chứ các con vẫn biết mẹ các con rất là đau khổ bởi vì lúc mẹ đi các con ở ngậm ngùi lê ưa cuốn rơi giờ đây các con gặp một nén hương hòa bay xuống suối vang mẹ có đâu. Mẹ ơi các con cũng buồn tính dần dần hoa nhà trên đường đời mẹ không lại cùng cảm con để mẹ con ta sẽ ngọt và chia ngón tình đâm ấm tội các con đang còn có mẹ. Mẹ ơi dành ngàn lời dài anh em và con cháu biết nói sao cho hết được chiều nay đây rồi ông cũng lỗi ngược lỗi xuôi mong linh hồn mẹ được đầy đủ tinh thần và hiến nghi đầy đủ mặt anh em mà về đồ cùng ngõ chi tụ tập họ hàng tay cầm tay dọn lệ tuấn tràn giờ vĩnh viễn mẹ về nơi